Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Liên hiệp Âu Châu đã và sẽ trợ cấp cho Ukraine số tiền gấp đôi số tiền viện trợ của Hoa Kỳ để sớm kết thúc chiến tranh và bắt Putin ra trước tòa án The Hague. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề EU's Michel Telstrom to get the facts straight on Ukraine funding. Nghĩa là Michel của Liên hiệp Âu Châu nói với Trump, hãy nắm bắt sự thật thẳng thắn về việc tài trợ cho Ukraine. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chủ tịch Hội đồng Âu Châu Charles Michel đã phản pháo lại cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, yêu cầu ông nắm bắt sự thật sau khi nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa nói rằng Âu Châu nên làm nhiều hơn để hỗ trợ Ukraine. Đừng bị Putin đe dọa, chúng tôi không hề bị ông ta dọa nạt, Michel nói với cựu Tổng thống Trump trên mạng xã hội. Hãy nắm bắt sự thật thẳng thắn. Cựu Tổng thống Trump, một người hoài nghi nổi bật về NATO, người có thể trở lại Tòa Bạch Ốc sau cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11, đã phàn nàn về những đóng góp của Âu Châu cho Kyiv vào tối thứ Năm ngay khi Quốc hội Mỹ tiến gần hơn đến việc phê duyệt viện trợ quân sự mới cho Ukraine. Tại sao Âu Châu không cấp thêm tiền để giúp Ukraine? Tại sao Hoa Kỳ lại chi hơn 100 tỷ Mỹ Kim vào chiến tranh Ukraine nhiều hơn Âu Châu và giữa chúng ta có một đại dương ngăn cách? Cựu Tổng thống Trump đã viết trong một bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội. Michel không để lời bình luận này trôi qua dễ dàng. Những con số tự nói lên điều đó, ông đáp lại. Đóng góp của Liên hiệp Âu Châu cho Ukraine, 143 tỷ euro hay 150 tỷ Mỹ Kim. Ukraine đang nỗ lực chống lại cuộc xâm lược toàn diện của Putin với việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây tăng cường hỗ trợ khi lực lượng Kyiv đang thiếu vũ khí và đạn dược quan trọng. Cựu Tổng thống Trump trong nhiều năm đã cáo buộc các đồng minh Âu Châu của NATO dựa vào Washington để được bảo vệ chống lại các thế lực thù địch nước ngoài và yêu cầu họ chi nhiều hơn cho quốc phòng. Theo Viện Kiel của Đức, cơ quan tổng hợp các đóng góp quốc gia cho nỗ lực chiến tranh của Kyiv, Liên hiệp Âu Châu và các thành viên đã cam kết viện trợ quân sự và tài chính khoảng 144 tỷ euro cho Ukraine, nhưng chỉ phân bổ khoảng 77 tỷ euro trong số đó. Theo dữ liệu của Kiev, Mỹ đã cam kết tổng viện trợ khoảng 68 tỷ euro và đã phân bổ để chuyển giao khoảng 66 tỷ euro. Tuy nhiên, Mỹ dẫn đầu Âu Châu một chút về vấn đề viện trợ quân sự. Liên hiệp Âu Châu sẽ có cuộc họp các ngoại trưởng vào thứ Hai, 22 tháng 4, với nội dung chính là đóng góp thêm vào quỹ trợ giúp quân sự cho Ukraine. Số tiền có thể gấp đôi số tiền viện trợ của Hoa Kỳ để sớm kết thúc chiến tranh và bắt Putin ra trước tòa án The Hague. Thượng nghị sĩ, Mỹ có thể bắt đầu gửi Atacms tới Kyiv sau một tuần. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Senators, United States could start sending Atacms to Kyiv in one week. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner nói với CBS rằng Mỹ có thể bắt đầu chuyển hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là Atacms, tầm xa cho Ukraine vào cuối tuần, trong khi chờ Tòa Bạch Ốc phê duyệt gói viện trợ quân sự vừa được thông qua tại Hạ viện. Ông đưa ra lập trường trên trong một cuộc phỏng vấn được công bố ngày 21 tháng 4. Sau nhiều tháng trì hoãn và đấu tranh chính trị, Hạ viện vào ngày 20 tháng 4 đã phê duyệt gói viện trợ trị giá 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Thượng viện dự kiến sẽ thông qua dự luật trong những ngày tới. Sau đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ ký thành luật. Warner, một đảng viên Đảng Dân Chủ cho biết, các lô hàng bao gồm hệ thống hỏa tiễn tầm xa có thể sẵn sàng được vận chuyển trong vòng vài ngày. Warner nói, tôi hy vọng một khi Tổng thống ký, bảo đảm rằng Quốc hội thực hiện công việc của mình, rằng những vật liệu này sẽ được vận chuyển vào cuối tuần. Mỹ lần đầu tiên chuyển hỏa tiễn Atacms cho Ukraine vào tháng 10 năm 2023 sau nhiều tháng cân nhắc.
Gói này chỉ bao gồm các mẫu cũ hơn với phạm vi hoạt động 165 km. Các biến thể mới hơn của ATACMS có tầm bắn tối đa khoảng 300 km và cho đến nay vẫn chưa được cung cấp cho Ukraine. Vào cuối tháng 2, NBC News đưa tin, Tòa Bạch Ốc sẵn sàng cung cấp cho Kyiv các biến thể hỏa tiễn ATACMS tầm xa hơn nếu Quốc hội thông qua gói tài trợ mới. Warner cho biết, ATACMS là một phần của gói viện trợ mới và đã sẵn sàng xuất xưởng. ATACMS, tôi tin rằng chính quyền đã chuẩn bị trong vài tháng qua để chuẩn bị cung cấp ATACMS ngay khi có luật này. Việc chuyển viện trợ quân sự bổ sung của Mỹ được chờ đợi từ lâu, diễn ra trong bối cảnh Ukraine phải đối mặt với điều kiện chiến trường ngày càng xấu đi và tình trạng thiếu trầm trọng hệ thống phòng không và pháo binh. Đáng lẽ nó phải xảy ra từ 6 tháng trước, Warner nói về gói viện trợ mới. Thời điểm tốt nhất tiếp theo là ngay bây giờ, trong tuần này. Warner ca ngợi những thành tựu của quân đội Ukraine bất chấp những trở ngại này, đồng thời cho biết viện trợ của Mỹ cho Ukraine đã chứng tỏ rất xứng đáng với khoản đầu tư tài chính. Bây giờ và trong 2 năm qua, với ít hơn 3% ngân sách quốc phòng của chúng ta, 2 năm tiếp theo, người Ukraine đã loại bỏ 87% lực lượng lục quân hiện có của Nga, 63% xe tăng, 32% xe thiết giáp chở quân của họ. Không có một người lính Mỹ nào bị thiệt mạng nhờ lòng dũng cảm của người Ukraine và trang thiết bị mà họ nhận được từ chúng ta và từ các đồng minh Âu Châu của chúng ta. Các hệ thống hỏa tiễn tầm xa từ lâu đã là ưu tiên hàng đầu của Kyiv. Mặc dù một số chính phủ phương Tây đã hạn chế cung cấp vũ khí do lo ngại leo thang với Nga. Sân bay Krasino di tản sau khi bị đe dọa đánh bom. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Krasino Airport evacuated following bomb threat. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Hành khách và nhân viên đã được di tản khỏi phi trường quốc tế Krasino ở thủ đô Moldova vào hôm Chủ nhật 21 tháng 4 do có nguy cơ nổ. Sân bay Krasino hiện đang trong tình trạng báo động. Tất cả các cơ quan của Bộ Nội vụ đang tiến hành kiểm tra tại chỗ. Hành khách và nhân viên phi trường đã được di tản khỏi tòa nhà. Raisa Novitsky, phát ngôn viên của Cảnh sát biên giới Moldova được hãng tin Ukrinform dẫn lời cho biết. Để đề phòng an toàn, tuyến xe điện số 30 đã được chuyển hướng đến phố sân bay theo Cục Vận tải Điện lực nước này. Các quan chức không cung cấp thêm thông tin. Một đêm trước đó, hành khách và nhân viên đã di tản khỏi phi trường Krasino sau khi có báo cáo lúc 9 giờ 40 tối về cáo buộc có bom tại chỗ và trên một trong các máy bay. Báo động hóa ra là sai. Trong bối cảnh lo ngại về khả năng gây bất ổn từ Nga, Mỹ đang tăng cường hợp tác với chính phủ Moldova. Ned Price, phó đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc, nói với phóng viên Kyiv Independent hôm 11 tháng 4. Căng thẳng giữa Mạc Tư Khoa và Krasino gia tăng kể từ tháng 2 năm 2022 trong bối cảnh lo ngại chiến tranh có thể lan sang Moldova qua Transnistria, lãnh thổ Moldova bị quân đội Nga xâm lược từ đầu những năm 1990. Zelensky, Nga sẽ cố gắng chiếm Chasivya trước ngày lễ mừng chiến thắng. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Zelensky, Russia will attempt to see Chasivya by Victory Day. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Nga sẽ cố gắng chiếm thị trấn Chasivya ở tỉnh Donetsk ngay phía tây Bakhmut bị Nga tạm chiếm trước ngày 9 tháng 5. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với NBC News công bố ngày 21 tháng 4. Vào ngày 9 tháng 5, Nga kỷ niệm ngày chiến thắng, một ngày lễ quân sự hóa mạnh mẽ đánh dấu chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Nhận xét của Zelensky phù hợp với nhận xét của Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi vào ngày 14 tháng 4, trong bối cảnh tình hình khu vực đang xấu đi,
khi đạn dược và nguồn cung cấp của Ukraine cạn kiệt. Gần đây tôi đã đến thăm khu vực này. Tôi đã nói chuyện với những người lính. Những người lính nói rằng họ thiếu trang thiết bị. Zelensky nói, họ cần phải chiến đấu với các máy bay không người lái trinh sát của Nga, vốn chủ yếu dẫn đường cho pháo binh. Và chúng ta cần đạn pháo. Tôi hy vọng chúng ta có thể ở lại và vũ khí sẽ đến đúng lúc. Chúng ta sẽ đẩy lùi được đối phương và sau đó chúng ta sẽ phá vỡ các kế hoạch của Liên bang Nga. Trong nhiều tháng, Ukraine đã nhiều lần kêu gọi Mỹ chuyển hàng viện trợ rất cần thiết trong bối cảnh lực lượng phòng không và đạn dược trên chiến trường đang suy giảm. Quốc hội Mỹ đã thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ Mỹ Kim vào ngày 20 tháng 4. Trong đó, gói viện trợ này được nhiều người dự đoán sẽ được Thượng viện Mỹ thông qua trong những ngày tới. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã hứa sẽ nhanh chóng ký dự luật thành luật nếu được Thượng viện thông qua. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ngày 20 tháng 4, lực lượng Nga vẫn có thể đạt được những tiến bộ đáng kể về mặt hoạt động trong những tuần tới khi nguồn cung cấp của Mỹ dần được chuyển vào Ukraine. Bộ chỉ huy quân sự Nga có thể sẽ tăng cường các hoạt động tấn công cũng như các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái để theo đuổi những tác động đáng kể về mặt hoạt động mà chắc chắn sẽ khó đạt được hơn trước các lực lượng Ukraine được cung cấp đầy đủ. Chasivka, một thị trấn gần như trống rỗng và bị tàn phá nặng nề nằm cách Bakhmut khoảng 10 km về phía Tây, dường như là mục tiêu tiếp theo của Nga. Nga tăng cường tấn công vào Chasivka sau khi chiếm được Adivka, nằm cách đó khoảng 50 km về phía Nam, và nhịp độ tiến quân của họ đã giảm vào đầu tháng 3. Quân đội Ukraine cho biết, Nga coi Chasivka là một cột mốc quan trọng cho những bước tiến xa hơn tới Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk. Theo chính quyền địa phương, khoảng 800 người vẫn còn ở Chasivka. Trước đó, vào ngày 5 tháng 4, lực lượng ủy nhiệm của Mạc Tư Khoa cho biết quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Chasivka, nhưng quân đội Ukraine sau đó đã bác bỏ tuyên bố đó. Nga đưa ra cảnh báo giận dữ sau dự luật viện trợ Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề: Russia issues furious warning after Ukraine aid bill. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh. Điện Cẩm Linh đã phản ứng giận dữ trước thông tin Quốc hội Mỹ đã thông qua một gói viện trợ cho Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng gói viện trợ này sẽ dẫn đến thêm cái chết của nhiều người Ukraine hơn nữa. Hôm thứ Bảy, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua khoản viện trợ hơn 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine sau khi khoản hỗ trợ có khả năng thay đổi cuộc chơi dành cho Kyiv bị trì hoãn trong nhiều tháng tại Quốc hội do đấu tranh chính trị nội bộ. Các nhà lập pháp cũng phê duyệt thêm hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ cho các đồng minh khác của Mỹ. Thượng viện bây giờ sẽ bỏ phiếu về gói này trước khi nó được trình lên Tổng thống Joe Biden để phê duyệt. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết trong bài phát biểu được các cơ quan thông tấn nhà nước Nga đưa tin rằng quyết định này sẽ làm cho nước Mỹ giàu có hơn, hủy hoại Ukraine hơn nữa và dẫn đến cái chết của nhiều người Ukraine hơn vì lỗi của chế độ Kyiv. Nga gọi thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv, như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi. Việc Mỹ phân bổ hỗ trợ quân sự cho Ukraine, Israel và Đài Loan sẽ làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng toàn cầu. Dmitry Medvedev, cựu Tổng thống Nga và hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết, việc phê duyệt viện trợ mới cho Ukraine là nhằm bài Nga và sẽ làm trầm trọng thêm số nạn nhân của cuộc chiến này. Tôi thực sự không thể không mong muốn Hoa Kỳ lao vào một cuộc nội chiến mới càng nhanh càng tốt, Medvedev nói. Cuộc xâm lược toàn diện đã nổ ra ở Ukraine trong hơn 2 năm, và Kyiv phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của phương Tây để duy trì nỗ lực chống lại Nga. Liên bang Nga là một quốc gia lớn hơn nhiều và đã thành công trong việc đặt ngành công nghiệp quốc phòng của mình vào tình thế chiến tranh. Các quan chức Ukraine và các chuyên gia phương Tây đã cảnh báo rằng Kyiv sẽ tiếp tục mất lãnh thổ vào tay Mạc Tư Khoa
nếu không có viện trợ quân sự từ Mỹ, và nước này có thể phải đối mặt với một cuộc tấn công mới bắt đầu sớm nhất là vào cuối tháng tới. Lực lượng Ukraine đang cạn kiệt nguồn cung cấp quan trọng như đạn dược và hỏa tiễn đánh chặn cho hệ thống phòng không của nước này. Nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một tuyên bố rằng Ukraine đã đấu tranh từ lâu để có được gói viện trợ được bổ sung, đồng thời gọi gói viện trợ này là rất quan trọng. Ông nói, chúng tôi đánh giá cao mọi dấu hiệu ủng hộ đất nước chúng tôi cũng như nền độc lập, con người và lối sống của đất nước mà Nga đang cố gắng chôn vùi dưới đống đổ nát. Andriy Yermak, nhà lãnh đạo văn phòng của Zelensky cho biết, người dân Ukraine chân thành biết ơn Quốc hội Hoa Kỳ vì đã bỏ phiếu tích cực đối với dự luật gói viện trợ quân sự cho đất nước chúng tôi. Nó rất quan trọng đối với Ukraine. Stoltenberg của NATO, các nhà lãnh đạo Âu Châu ca ngợi việc Hạ viện thông qua dự luật viện trợ Ukraine. Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề NATO Stoltenberg, European Leaders Lauhaus Passage of Ukraine Aid Bill. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các nhà lãnh đạo Âu Châu ca ngợi việc Hạ viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ Ukraine trị giá 61 tỷ Mỹ Kim vào ngày 20 tháng 4. Nhưng một số cảnh báo rằng Âu Châu phải khẩn trương tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Đã hơn 2 tháng trôi qua kể từ khi Thượng viện thông qua dự luật tương tự về hỗ trợ nước ngoài. Các nhà lập pháp, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa cùng với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đưa dự luật này tới Hạ viện để bỏ phiếu. 101 thành viên Hạ viện Đảng Cộng Hòa đã bỏ phiếu ủng hộ dự luật viện trợ Ukraine. 112 người bỏ phiếu chống và 1 người bỏ phiếu có mặt. Trong khi đó, trong số các đảng viên Đảng Dân Chủ, 210 thành viên Hạ viện đã bỏ phiếu đồng ý và không có ai phản đối dự luật. Phiếu có mặt là gì? Thưa, phiếu có mặt là phiếu chắc chắn không được đếm vào số phiếu chống. Nó cũng không được thẳng thừng coi là phiếu ủng hộ, nhưng được đếm vào số phiếu ủng hộ nếu như cần thiết để thông qua. Ví dụ, gần 60 phiếu để thông qua nhưng chỉ có 59 phiếu thuận. Trong trường hợp đó, nếu có một phiếu có mặt thì dự luật được thông qua. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk biết, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cảm ơn ông, tham muộn còn hơn không. Và tôi hy vọng mọi chuyện vẫn chưa quá muộn đối với Ukraine. Việc phê duyệt gói viện trợ của Mỹ diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với Ukraine, được đánh dấu bởi tình hình ngày càng xấu đi ở tiền tuyến, nơi Nga gần đây đã đạt được những thành tựu đáng kể. Sự chậm trễ trong viện trợ quốc phòng của Mỹ cho Ukraine trước đó đã góp phần khiến thành phố tiền tuyến quan trọng Avdiivka ở tỉnh Donetsk bị mất. Tôi hoan nghênh việc Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua gói viện trợ lớn mới cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Ukraine đang sử dụng vũ khí cho các đồng minh NATO cung cấp để tiêu diệt khả năng chiến đấu của Nga. Điều này làm cho tất cả chúng ta an toàn hơn ở Âu Châu và Bắc Mỹ. Thượng viện chuẩn bị bắt đầu xem xét dự luật được Hạ viện thông qua vào ngày 23 tháng 4, trước khi gửi đến Tổng thống Biden để ký. Tổng thống Biden đã ra tín hiệu rằng ông sẽ ký các dự luật sau khi Quốc hội thông qua. Thủ tướng Estonia Kaja Kallas nói, quyết định quan trọng và đúng đắn của Hạ viện Hoa Kỳ về việc gửi viện trợ quân sự khẩn cấp cho Ukraine. Hy vọng cuộc bỏ phiếu này sẽ khuyến khích tất cả các đồng minh xem xét kho hàng của họ và làm nhiều hơn nữa. Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom lặp lại quan điểm này và nói thêm rằng, các nhà lãnh đạo Âu Châu phải nhớ rằng Liên hiệp Âu Châu hiện phải tăng cường sản xuất vũ khí, đạn dược và vật tư của chính chúng ta để hỗ trợ Ukraine về lâu dài. Cuộc bỏ phiếu tối nay cho thấy sự cần thiết của việc này. Chúng tôi cũng phải làm bài tập về nhà của riêng mình. Billstrom nói thêm. Lindsey Graham của trách quan điểm rác rưởi của J.D. Vance. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Lindsey Graham rebukes J.D. Vance garbage views. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Thủy Khanh. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đảng viên Cộng hòa Nam Carolina, đã tấn công sự hoài nghi của Thượng nghị sĩ J.D. Vance
về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine trong cuộc phỏng vấn xuất hiện trên Fox News Sunday. Người dẫn chương trình Shannon Prim chỉ ra rằng Vance, một đảng viên Đảng Cộng Hòa ở Ohio, đã viết trong một bài xã luận cho tờ The New York Times rằng Ukraine không có đủ nhân lực cần thiết để tiếp tục chiến đấu chống lại Nga trong cuộc chiến đang diễn ra. Graham trả lời, đó là rác rưởi. Tôi mới về cách đây 2 tuần. Họ có đủ nhân lực cần thiết. Họ chỉ cần vũ khí, ông nói. Tôi thách J.D. Vance tới Ukraine để nhận thông tin tóm tắt từ quân đội Ukraine và nói chuyện với người dân Ukraine. Sau đó cho tôi biết những gì bạn nghĩ. Hãy ngừng nói về những điều bạn không biết cho đến khi bạn đi. Graham đã tham gia chương trình cùng với Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal, một đảng viên Đảng Dân Chủ Connecticut. Cả hai Thượng nghị sĩ đều thúc giục Vance đi cùng họ tới Ukraine trong chuyến đi tiếp theo tới đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Hôm thứ Bảy, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua gói viện trợ hơn 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine sau khi khoản hỗ trợ có khả năng thay đổi cuộc chơi dành cho Kyiv bị trì hoãn trong nhiều tháng tại Quốc hội do đấu tranh chính trị nội bộ. Các nhà lập pháp cũng phê duyệt thêm hàng tỷ Mỹ Kim viện trợ cho các đồng minh khác của Mỹ như Đài Loan và Israel. Thượng viện bây giờ sẽ bỏ phiếu về gói này trước khi nó được trình lên Tổng thống Joe Biden để phê chuẩn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Ba đã ký một đạo luật có khả năng giúp Kyiv tăng cường nghĩa vụ quân sự để bổ sung lực lượng trong cuộc chiến đang diễn ra ở nước này, bắt đầu khi Nga xâm chiếm vào tháng 2 năm 2022. Luật huy động dự kiến sẽ có hiệu lực sau 1 tháng nữa và giúp việc xác định mọi người đủ điều kiện tham gia quân dịch trong nước trở nên dễ dàng hơn. Theo hãng tin AP, nhiều người đã trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách tránh tiếp xúc với chính quyền. Luật cũng cung cấp cho binh lính những ưu đãi, chẳng hạn như tiền thưởng hoặc tiền mua nhà hoặc xe hơi. Trong bài luận trên tờ New York Times đăng ngày 12 tháng 4 có tựa đề Toán học về Ukraine không hiệu quả. Vance lập luận rằng Ukraine cần nhiều binh lính hơn mức có thể tham gia, ngay cả với các chính sách bắt buộc hà khắc, và nó cần nhiều vật chất hơn những gì Hoa Kỳ có thể cung cấp. Thực tế này phải định hình bất kỳ chính sách nào về Ukraine trong tương lai, từ viện trợ quốc hội cho đến đường lối ngoại giao do Tổng thống đề ra. Thượng nghị sĩ nói thêm rằng Ukraine nên sử dụng chiến lược phòng thủ trong cuộc chiến. Đào bằng những con mương, xi măng và mìn kiểu cũ là những gì đã giúp Nga vượt qua cuộc phản công năm 2023 của Ukraine. Các đồng minh của chúng ta ở Âu Châu cũng có thể hỗ trợ tốt hơn cho chiến lược như vậy. Trong khi một số nước Âu Châu đã cung cấp nguồn lực đáng kể, gánh nặng hỗ trợ quân sự cho đến nay vẫn đè nặng lên Hoa Kỳ, ông viết. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Graham hôm Chủ nhật cho rằng hỏa lực là nhu cầu lớn nhất của Ukraine. Nếu bạn muốn quân đội Mỹ đứng ngoài cuộc chiến với Nga, hãy giúp đỡ Ukraine. Nếu họ tiến vào một quốc gia NATO, chúng ta sẽ tham gia một cuộc chiến. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa nói với Prim, nếu bạn rút lui khỏi Ukraine, thì Đài Loan sẽ thuộc về Trung Quốc vì Bắc Kinh đang theo dõi xem chúng ta làm gì. Graham nói thêm rằng, hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS tầm xa do Mỹ cung cấp, có thể được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công vào cây cầu nối Crimea và Nga. Crimea đã bị Mạc Tư Khoa sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Ngoài ra, ông cho biết, Kyiv sẽ được hưởng lợi từ việc bổ sung thêm chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Các quan chức Ukraine và các chuyên gia phương Tây đã cảnh báo rằng Kyiv sẽ tiếp tục mất lãnh thổ vào tay Mạc Tư Khoa nếu không có viện trợ quân sự từ Mỹ, và nước này có thể phải đối mặt với một cuộc tấn công mới bắt đầu sớm nhất là vào cuối tháng tới. Lực lượng Ukraine đang cạn kiệt nguồn cung cấp quan trọng như đạn dược và hỏa tiễn đánh chặn cho hệ thống phòng không của nước này. Ukraine từ lâu đã đấu tranh để có được gói viện trợ được bổ sung, ông Zelensky nói trong một tuyên bố và gọi gói viện trợ này là rất có ý nghĩa. Ông nói, chúng tôi đánh giá cao mọi dấu hiệu ủng hộ đất nước chúng tôi, cũng như nền độc lập, con người và lối sống của đất nước mà Nga đang cố gắng chôn vùi dưới đống đổ nát.
Andriy Yermak, nhà lãnh đạo văn phòng của Zelensky cho biết, người dân Ukraine chân thành biết ơn Quốc hội Hoa Kỳ vì đã bỏ phiếu tích cực đối với dự luật gói viện trợ quân sự cho đất nước chúng tôi. Nó rất quan trọng đối với Ukraine. Nga nói sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine sẽ kết thúc trong thất bại nhục nhã. Tờ Politico có trụ sở ở Washington, D.C. cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Russia says U.S. support for Ukraine will end in humiliating fiasco. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Mặc thư khoa cảnh báo hôm Chủ nhật rằng sự hỗ trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine đang kéo Washington vào một thất bại nhục nhã. Một ngày sau khi gói viện trợ trị giá 60,8 tỷ Mỹ Kim cho Kyiv đã xóa bỏ rào cản chính trong Quốc hội Mỹ. Các quan sát viên cho rằng, sau khi Hạ viện Hoa Kỳ thông qua gói viện trợ 61 tỷ Mỹ Kim, Nga đã đưa ra nhiều tuyên bố mê sảng mà các nhà tâm lý học cho rằng đó là phản ảnh của một trạng thái tinh thần hốt hoảng. Theo Reuters, Maria Zakharova, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Mạc Tư Khoa cho biết, việc Washington ngày càng lún sâu hơn vào cuộc chiến hỗn hợp chống lại Nga sẽ trở thành một thất bại ồn ào và nhục nhã đối với Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam và Afghanistan. Khoản tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm 23 tỷ Mỹ Kim để bổ sung lại các hầm chứa và cơ sở vật chất của Hoa Kỳ vẫn cần được Thượng viện phê duyệt và được Tổng thống Joe Biden ký duyệt. Một khi điều đó được niêm phong, các làn sóng hỗ trợ tiếp theo của Mỹ có thể được thực hiện để giúp Ukraine phòng thủ trước ưu thế pháo binh của Nga trong bối cảnh cơ sở hạ tầng quan trọng bị bắn phá trong những tuần gần đây. Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại Liên Hiệp Quốc, Dmitry Polyansky, nói trên X rằng gói viện trợ của Mỹ sẽ đồng nghĩa với việc Kiev sẽ hoạt động lâu hơn một chút, sẽ bỏ túi tiền nhiều hơn, nhiều vũ khí bị đánh cắp hơn và hàng chục ngàn người Ukraine sẽ đến máy xay thịt. Gói tổng trị giá 95 tỷ Mỹ Kim được các nhà lập pháp Hoa Kỳ phê duyệt trong một loạt dự luật, cũng bao gồm số tiền viện trợ nhỏ hơn cho Israel và Đài Loan. Zakharova của Nga nói trên Telegram rằng, viện trợ quân sự cho chế độ Kiev là hỗ trợ tài chính trực tiếp cho hoạt động khủng bố. Nga gọi thủ đô của Ukraine là Kiev thay vì Kyiv, như chính người Ukraine và các nước phương Tây gọi. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lạy Chúa Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.